Hàng phòng ngự từng là mũi nhọn giúp Barcelona đăng quang La Liga mùa trước, khi chỉ để thủng lưới 20 bàn, con số ấn tượng nhất tại giải đấu. Đội bóng thứ hai ở bảng này là Atletico Madrid với 33 bàn thua. Tuy nhiên, trong mùa giải này, dù duy trì mạch bất bại từ đầu, hàng phòng ngự của Barca đang gặp khó khăn. Trước trận hòa 2-2 trước Mallorca, đội bóng đã để thủng lưới 8 bàn sau 7 vòng đấu La Liga. Đây là con số ngang bằng với tổng số bàn thua của họ trong 25 trận đầu tiên ở mùa giải trước. Trước đó, Barca đã thắng Celta Vigo 3-2, Betis 5-0, Osasuna 2-1, Villarreal 4-3, Cadiz 2-0 và hòa Getafe 0-0 tại La Liga. Mặc dù Barca vẫn đứng đầu bảng với 17 điểm, hơn Girona và Real lần lượt 1 và 2 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận so với họ. Trong trận đấu với Mallorca, Barca kiểm soát bóng đến 70% và thực hiện 10 cú dứt điểm, trong đó có 4 cú trúng khung thành, trong khi Mallorca chỉ có 5 cú dứt điểm và 2 trong số đó vào lưới. Tuy nhiên, sai lầm trong hàng phòng ngự của Barca đã khiến họ thủng lưới sớm ở phút thứ 8 khi Veda Murici ghi bàn cho Mallorca. Đây là lần thứ 2 Murici đã ghi bàn vào lưới cả Barcelona, Atletico Madrid và Real Madrid ở La Liga kể từ đầu mùa giải.